Xin nhờ ban giám khảo và mọi người đấy tặng chiến tinh. Ừ, dễ thương, có đeo len không? Có. Ừ. Vậy là dễ thương. Nói nghe nè, hôm nay bạn đến đây với ai? Mình. Một mình. À, có người yêu chưa? Tại sao mà biết cuộc thi này? Bạn nào? Rồi, ok. À, bạn Linh năm nay bạn đang học hay là còn đi làm hay là như thế nào? Em ở nhà. Ở nhà? Ồ, bạn ở Hồ Chí Minh hay bạn ở ngoài Hà Nội? Hồ Chí Minh. Rồi, ok, thôi thi đi. Có gì trả lời đâu mệt quá. Bây giờ chúng ta cùng đến với thí sinh Phạm Linh với cái cuốn Say Yêu Đun. Xin mời các bạn cùng thưởng thức một thi của bạn. Đề nghị con nhận cái phiếu không có ồn ào. Ta gần nhau một chiều tối tháng ngày, nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. La 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 la. Biết nghe lòng thương anh mất rồi, lại vì con gái phải làm sao? Thì mình sẽ nhận xét phần thi của bạn thì
mình có cảm giác như bạn hát, bạn không có bị, không có để tâm vào bài hát cho lắm, ở cái chỗ là bạn vô nhịp, có tự do quá. Đôi khi bạn hát một nửa cái điệp khúc xong tới hai vòng nữa bạn mới vô là guitar với chỉ bơi lội luôn mà. Không có được để tâm vào bài hát cái nhịp cho lắm. Cái giọng hát của bạn thì là một giọng hát nó khá đầy đặn, nó khá dày và nó cũng có một cái màu sắc riêng trong đó. Nhưng mà bạn làm chủ cái đó chưa tốt á, những cái chỗ mà bạn lên cao, cái nốt cao mình nghe nó cứ bị chênh vênh sao á. I say you do, cái say you do á, là bạn cái chữ do á là nó cứ không có một cái nốt chữ do nào mà rồi cuối mình nghe mà nó thẳng, mà nó đúng nốt, mà nó không có bị rung hết, nó cứ bị cái chỗ đó. Đặc biệt là về phần lên tông, về sau phần lên tông thì bạn hát, cái hát của bạn nó hơi bị thụ động, tức là bạn cứ đứng một chỗ rồi bạn chờ nhạc và hát, bạn không hề có cái sự giao lưu hay là bạn không có một cái sự biểu diễn gì cả, nó hơi nhát sân khấu một chút. Và cộng lại thì cái giọng hát của bạn á thì nó do bạn không thực sự, chưa thực sự là biểu diễn á, cho nên là bạn chưa phát huy được cái khả năng cho cái giọng hát của bạn. Thì mình hy vọng là hai đứa nghỉ đây, cái sân chơi này là mình đã hát cho nhau nghe, mình hãy thả mình vào một chút xíu nữa để cho cái bài hát nó phải đầy đủ hơn và người ta nghe được thích hơn. Hy vọng lần sau bạn sẽ làm tốt hơn. Gửi lời chào xuống. Cảm ơn.